Tôi là Thầy Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào ở trong nước và các đồng bào ở hải ngoại. Tôi vừa mới bận rộn một cái phát tu Du Lan ở bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ, ở bên New Jersey và Philadelphia. Tôi đã làm một cái bổn phận trả ơn 58.000 quân đội Hoa Kỳ và quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa trong một cái nơi đài tưởng niệm của cuộc chiến binh Hoa Kỳ mà quý vị đã theo dõi các livestream. Bây giờ tôi dành một số thời gian rảnh rỗi để cập nhật những tình hình rất quan trọng có ảnh hưởng đến sự tồn vong của Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa quý vị, tôi sẽ đọc một số câu hỏi của các Phật tử ở trong nước và các thanh niên yêu nước ở trong gửi ra cho thầy. Lá thư này là lá thư của một nhóm Phật tử mà họ có con em đang phục vụ trong quân đội hải quân của Cộng sản Việt Nam, và họ viết lá thư thế này. Mời quý vị để tôi đọc nha. Thưa Thượng Tọa, đầu thư chúng con xin giới thiệu là cha mẹ của một nhóm chiến sĩ hải quân đang có mặt ở khu vực 749. Và trong gia đình con thì hiện tại tụi con là những người sống lên ở miền Bắc, cho nên tụi con đều có những đứa con trai phục vụ ở trong các cuộc chiến, từ cuộc chiến năm 4 đối với thực dân Pháp và cuộc chiến đánh với con nó đi vào miền Nam kêu là đi B. Nhưng mà hiện tại tình hình bây giờ rất phức tạp. Con muốn viết thư cho Thượng Tọa biết rằng không phải tất cả những người lính ở trong quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam đều hèn nhát, nhưng mà họ đang chờ một cái lệnh để mà họ có thể cầm súng bắn vào quân thù. Thưa Thượng Tọa, những người lính của quân đội nhân dân không phải ai cũng hèn nhát, cho nên Thượng Tọa, khi mà Thượng Tọa cập nhật tình hình, Thượng Tọa nên nó có những cái lời nói để cho những người lính này họ cảm thấy không bị coi như là tủi nhục, vì họ rất yêu nước, nhưng mà họ đang chờ lệnh từ những người mà lãnh đạo đất nước để họ có thể coi như khai phát súng đầu tiên bắn vào quân thù. Tụi con chỉ là một số coi như cha mẹ có những đứa con đang phục vụ trong quân đội nhân dân. Trân trọng kính chào Thượng Tọa và xin Thượng Tọa tiếp tục cập nhật tình hình để cho những người trong nước biết, và tất cả chúng ta ai cũng đều có bổn phận để bảo vệ Tổ quốc. Đại diện một nhóm cha mẹ của những chiến sĩ hải quân đang có mặt phục vụ ở trong cái cuộc chiến bảo vệ 749, trân trọng kính chào Thượng Tọa. Tôi nói rõ cho quý vị biết, tôi không bao giờ mà có cái ác ý hay cái thành kiến gì với tất cả những người đi nghĩa vụ quân sự. Chúng ta là thanh niên, chúng ta ở trong cái thời chiến hoặc thời bình, chúng ta ở trong cái lãnh thổ nào chúng ta cũng đều bị chi phối bởi luật pháp của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, trong cái lá thư này, quý vị có nói một câu rằng chờ cái lệnh. Lệnh của ai? Tôi nói rõ cho quý vị nghe, ngày hôm qua, ngày thứ hai, lần đầu tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đại sứ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao một công hàm cho Liên Hiệp Quốc là lên án coi như là Tàu Cộng xâm lược 749. Tôi nhắc lại một lần nữa, ngày hôm qua thứ hai, 19 tháng 8 2019, tại Hoa Kỳ, tại New York, tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc, đại sứ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đã đánh một công hàm và trao cho Liên Hiệp Quốc lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở khu vực Bãi Thư Chính vi phạm luật biển năm 1982. Và ngay tức khắc, đại sứ của Trung Quốc ở tại Liên Hiệp Quốc đã có một cái công hàm phản biện và nói rằng cái Bãi Thư Chính và cái giàn khoan DK1 là nằm ở trong lãnh thổ của Tàu Cộng và nói rằng đó là nằm trong lãnh vực của đường lưỡi bò và coi như Việt Cộng không có thể nói là Tàu Cộng xâm lăng coi như lãnh hải của Việt Nam, mà ngay tức khắc Trung Quốc còn nói rằng Việt Cộng xâm chiếm cái giàn khoan và cái Bãi Thư Chính. Thì như vậy tôi nói rõ, trong cuộc chiến năm 1978 giữa Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng ở chiến trường coi như là 6 tỉnh biên giới phía Bắc, mà Việt Cộng lúc đó cũng chưa có đưa lên cái công hàm, mặc dù có một trận chiến đánh biên giới đẫm máu coi như năm 1979, nhưng mà cũng không có công hàm ngoại giao. Mà kỳ này chính đại sứ của đảng cộng sản của chính phủ Việt Nam cộng sản đã gửi một cái công hàm tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, và tụi cũng chính đại sứ Liên Hiệp Quốc của Tàu Cộng có mặt ở đó cũng đã nói rằng vùng biển Đông là của Tàu Cộng chứ không của Việt Nam. Như vậy giờ phút này nó đã rõ như ban ngày rồi, khi mà Việt Cộng không còn con đường sống, khi mà mình gửi một công hàm ngoại giao, mình lên án người ta xâm chiếm nước mình, mà cái người đó họ tuyên bố rằng đó là lãnh thổ của họ, tức là họ nói rằng Việt Nam mất chủ quyền rồi, mà những cái bọn mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mà nó vẫn im tiếng, thì tức khắc, tức là đã mất chủ quyền rồi đó. Ngay cả bây giờ Philippines cũng lên án Việt Nam, và tất cả các thế giới đều nhìn vào cái thái độ của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã leo lưng cọp, chính quyền Việt Nam, những tên chức bu leo lưng cọp, cho nên không còn lui xuống được. Và tôi nói rõ, một cái lá thư của một Phật tử hỏi tôi, còn con đường nào để giải cứu dân tộc Việt Nam không? Và làm sao nếu mà chúng ta, lâu nay chúng ta cứ chờ đợi và chúng ta biết rằng Trọng Lú là tay sai của Tàu Cộng, Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân cũng là tay sai của Tàu Cộng, Phúc Niễn cũng là tay sai của Tàu Cộng. Thành ra bây giờ đó tụi con không bao giờ mà dám xuống đường theo cái lệnh của tụi nó, vì tụi nó đóng kịch và tụi con sẽ bị bắt. Mà nếu tụi con không xuống đường như dân Hồng Kông thì Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ khổ, cũng sẽ mất. Bây giờ giặc nó còn nằm ở ngoài biên thùy, ăn cướp còn ở ngoài cửa, chúng ta dễ bảo vệ Tổ quốc hơn. Mà để cho nó tràn vào rồi thì trước tiên Tàu Cộng nó sẽ giết dân Việt Nam, và nó sẽ dằn mặt dân Việt Nam, và nó đâu có thương dân Việt Nam đâu. Cho nên một sự đau khổ sắp sửa coi như bao trùm đất nước Việt Nam. Thì bây giờ Thượng Tọa ơi, chúng con bây giờ nếu mà Tổng Rú nó lên đài nó kêu gọi chúng con biểu tình chống Trung Quốc, chúng con có tin không? Và Kim Ngân nó có lên đài nó kêu gọi tụi con có tin không? Và coi như Nguyễn Sinh Phúc nó lên đài tụi con kêu gọi tụi con có tin không? Và nó kêu gọi tụi con, nhất là những người trong quân đội, tụi con kêu tụi con quay súng bắn vào Tàu Cộng, tụi con có tin không? Tôi nói rõ quý vị nghe từng lời của tôi đây, Trọng Lú có kêu gọi biểu tình cũng không tin, vì Trọng Lú là cái tên tay sai của Tàu Cộng, nó là tên Tàu Cộng. Kim Ngân có kêu gọi cũng không tin, vì nó đi qua nhận chỉ thị Tập Cận Bình. Phúc Niễn có kêu cũng không tin. Vậy không lẽ bỏ qua? Có. Và tôi nói cho các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, mấy anh đang cầm súng ở từ khắp quân khu, từ ngoài Bắc cho tới Vũ Nam, kể cả những người đang cầm súng trên các chiếc tàu Quang Trung và các chiếc tàu của cảnh sát biển, nghe đây. Chỉ khi nào Bộ trưởng Quốc phòng Xuân Lịch
Tôi nói rõ Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam lên đài truyền hình đánh một công điện kêu gọi toàn thể quân đội hải lục không quân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hãy chuẩn bị cầm súng và hãy bắn vào đầu quân thù. Khi nào mà Xuân Lịch Bộ trưởng Quốc phòng ra lệnh thì tất cả các quân khu đều nghe lệnh. Mà thật sự tôi biết rõ, khi tôi nói chuyện với các bạn bè tôi ở Hoa Kỳ, nhất là người Mỹ, họ nói khi nào mà Bộ trưởng Quốc phòng mà ra lệnh để mà bắn vào Trung Quốc thì đó mới thật sự là Việt Nam đã chống lại Trung Quốc 100%. Và các chiến sĩ mới nghe lệnh. Còn nếu mà Phú Trọng mà ra lệnh thì không có tên tướng quân khu nào dám lạng quạng, tại vì nó đóng kịch, nó sẽ đưa vô lò, nó giết ngay. Cho nên đồng bào hãy nghe đây, khi nào mà Bộ trưởng Quốc phòng Xuân Lịch của Cộng sản Việt Nam ra một cái lệnh là tất cả chiến sĩ hải lục không quân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hãy vào tư thế chiến đấu và sẽ chuẩn bị khai quả để mà đánh Tàu Cộng. Vì Cộng sản Việt Nam nó cũng biết trước rồi, nó không còn con đường sống. Lâu nay Cộng sản Việt Nam nó đưa cả tàu Quang Trung, đưa cả cái tàu cảnh sát biển, những chiếc tàu tối tân nhất do từng dương hạm của Hoa Kỳ mới viện trợ, là nó hy vọng rằng Tàu Cộng sẽ cho nó một con đường sống để mà nó có thể mà bán nước tiếp. Nhưng Tàu Cộng không cho nữa, vì năm 2020 đã đến và Tàu Cộng sẽ vào tới nơi. Việt Cộng bây giờ muốn có đường sống để rút lui an toàn, hạ cánh an toàn thì phải bắn vào tàu của Tàu Cộng ở bãi Tư Chính. Và khi bắn vào đầu của cái tàu vi phạm lãnh hải Việt Nam thì phải cái lệnh đó là lệnh từ cái Bộ trưởng Quốc phòng Xuân Lịch. Tôi nói rõ. Còn nếu mà Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cũng không thật, Kim Ngân ra lệnh cũng là không thật, Phúc Niễn ra lệnh cũng không thật. Chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng khi mà Xuân Lịch lên đài truyền hình tuyên bố toàn thể quân đội của Cộng sản hãy chuẩn bị khai quả bắn vào đầu của tụi Tàu Cộng, thì như vậy đất nước Việt Nam chúng ta mới thoát được cái con đường diệt chủng. Và để cho Tàu Cộng mà nó vào rồi, chúng ta cũng không có bị coi như là diệt chủng, nhưng chúng ta sẽ đổ máu rất là nhiều. Đơn giản thôi, ăn cướp nó còn ở ngoài cửa nhà quý vị, quý vị có thể bảo vệ dễ dàng hơn. Ăn cướp đã lọt vào trong nhà quý vị rồi, nó bắt cha bắt mẹ, nó làm con tin và nó tàn sát, thì lúc đó tất cả những chiến sĩ mà nằm ở trong các quân khu cũng không thể nào bắn được. Nó sẽ bắt cha mẹ của tất cả quý vị. Cơ quan của như là tình báo Hoa Nam nó đã nằm đây ở trong Việt Nam và nó chỉ chờ cơ hội là coi như nó khống chế tất cả tướng lãnh quân khu. Cho nên một lần nữa tôi trả lời cho quý vị nghe, chỉ còn con đường duy nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Xuân Lịch phải ra lệnh tấn công. Và khi mà Xuân Lịch ra lệnh tấn công thì thật sự lúc đó tất cả các chiến sĩ quân đội đang phục vụ trong cái quân đội của Cộng sản đều sẽ lên sướng tiếng, mà là sự thật. Còn nếu lệnh của Trọng Lú, lệnh của Xuân Phúc, lệnh của Kim Ngân đều là cái lệnh giả, vì ba tên này là ba tên coi như là tay sai cho Tàu Cộng. Cho nên đồng bào hỏi tôi, khi nào xuống đường biểu tình, là khi nào Bộ trưởng Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam ra lệnh tấn công, bắn chìm tất cả các tàu đang có mặt ở khu vực bãi Tư Chính, thì đồng loạt đồng bào hãy xuống đường. Khi mà phát súng đầu tiên, khi Nguyễn Xuân Lịch ra lệnh khai quả, thì đó là thật sự Việt Nam đang đương đầu với Tàu Cộng. Còn nếu những tên khác mà ra lệnh toàn là những cái tên gài bẫy để mà bắt những người tướng lãnh của quân đội Việt Nam yêu nước. Hiện tại tôi nhận được rất nhiều thư của tất cả các tướng lãnh quân khu. Họ rất là giận, họ rất là bực, họ rất là, nhất là những chiến sĩ hải quân đang nằm ở ngoài cái giàn khoan bãi Tư Chính.
họ đang chờ lệnh, nhưng mà họ không được lệnh. Vì cái lệnh của Trọng Lú, vì cái lệnh của Kim Ngân, vì cái lệnh của Xuân Phúc, vì cái lệnh của Đảng Cộng sản là chờ coi Tàu Cộng nó có coi như ban cho một ân huệ, là coi như nó để cho tiếp tục coi như bán nước thêm mấy chục năm nữa không. Nhưng không, 2020 còn 4 tháng nữa, Tàu Cộng đã gửi một công hàm ngay trong khi ngày hôm qua, khi Việt Cộng gửi công hàm lên án là Tàu Cộng xâm chiếm lãnh hải Việt Nam ở khu vực 749, thì đại sứ của Trung Quốc nói đó là đất, là lãnh thổ. Biển Đông Việt Nam là của Tàu Cộng, Việt Nam là một quận của Tàu Cộng. Thì như vậy, cả thế giới đều biết cái công hàm này rồi. Cộng sản Việt Nam giờ này một là đứng lên để mà quay đầu trở về với dân tộc và bắn vào đầu Tàu Cộng thì mới gỡ ruột danh dự. Còn Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng thì thế giới biết rằng Việt Cộng đã đầu hàng Tàu Cộng và hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ có đậu ở ngoài. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ cũng chỉ là bảo vệ cái quyền lưu thông hàng hải, và như vậy dân tộc Việt Nam sẽ đau khổ. Và tôi nói rõ cho quý vị biết, quý vị thấy rõ Hoa Kỳ đang mạnh hay là Tàu Cộng đang mạnh. Quý vị thấy rõ, cách đây từng rồi, một lãnh tụ của khối coi như là biểu tình ở ngoài bên Hồng Kông, họ giấu tên, họ đã dùng cái hệ thống Internet, họ kêu gọi một cuộc tổng xuống đường 3 triệu người. Và khi đó Tập Cận Bình sẽ nói rằng sẽ có tẩm máu và sẽ trừng trị dân Hồng Kông nếu dám huy động tới 3 triệu người. Nhưng mà sau đó ông Trump ông nói rằng nếu Tàu Cộng dám áp lực mà dám đàn áp coi như dân Hồng Kông như thiên an môn. Kế đó Thủ tướng Anh cũng ra một công hàm lên án Tàu Cộng nếu dám đàn áp cái đạo quốc Hồng Kông, một cụ thuộc địa của Anh Quốc. Và kế đó là Đức, kế đó là Pháp, kế đó là mấy chục nước đồng lên tiếng trong cái khối mà các nước tự do Tây Phương. Thì bây giờ quý vị thấy, ngày hôm qua cuối tuần, ngày hôm kia cuối tuần, 1,7 triệu người xuống đường, không có một tên coi như cảnh sát nào dám đàn áp người Hồng Kông. Vì bây giờ tất cả thế giới đều lên án Tàu Cộng. Và trong khi đó Mỹ và các nước đồng minh phương Tây không bao giờ để cho một cuộc đẫm máu thiên an môn xảy ra lần thứ hai. Mà quý vị thấy, và không có một cuộc đụng độ nào trong cuộc tổng biểu tình ngày cuối tuần vừa qua, 1,7 triệu người. Cho nên quý vị nhìn thấy rõ, bọn Việt Cộng bây giờ nó không còn con đường nào khác. Nó muốn được còn sống để mà từ từ tị nạn qua Hoa Kỳ, thì nó phải bắn vào đầu của Tàu Cộng, bắn vào tàu của Tàu Cộng đang có mặt ở bãi Tư Chính. Còn nếu nó im lặng thì với cái công hàm mà nó gửi cho Liên Hiệp Quốc, 150 nước đều có cái copy đó, 150 nước đều thấy rõ là Việt Cộng lên án Tàu Cộng. Và Tàu Cộng, đại sứ của Tàu Cộng tại Liên Hiệp Quốc cũng gửi một cái công hàm đáp trả, bãi Tư Chính dùng Biển Đông, bãi Tư Chính dùng Biển Đông là lãnh thổ của Tàu Cộng, không phải lãnh thổ của Cộng sản Việt Nam. Thì có khác gì Tàu Cộng nói rằng nước Việt Nam, bờ biển Việt Nam là một quận của Tàu rồi đó. Cho nên Việt Cộng muốn chứng tỏ mình là có chủ quyền, thì không gì hơn là phải Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam phải ra lệnh để mà bắn, để mà đuổi Tàu của Cộng sản đang có mặt ở bãi Tư Chính. Và hiện tại Tàu Cộng đã ra lệnh cho hàng ngàn tàu đánh cá có trang bị vũ khí đang từ ở Quảng Đông, Quảng Tây tiến xuống Việt Nam. Tôi nói cho quý vị biết. Và hiện tại, đúng ra khi có một nước có chiến tranh sắp xảy ra thì vị lãnh đạo tối cao nhất là Tổng thống hoặc là Chủ tịch nước đều ra lệnh. Nhưng ở Việt Nam, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng, Thủ tướng Chính phủ, coi như là Chủ tịch Quốc hội đều là người của Tàu Cộng. Cho nên chúng ta không tin những tên đó. Tôi nhắc lại, chỉ trừ khi Bộ trưởng Quốc phòng Xuân Lịch ra lệnh để mà
coi như bắn vào đầu của Tàu Cộng, thì lúc đó mới thực sự Việt Nam mới đứng về phía Tổ quốc để bảo vệ. Còn tất cả những tên khác đều là những cái tên gài bẫy để mà bắt những người yêu nước. Và Việt Cộng không còn con đường nào khác. Tụi nó để cho Tàu Cộng vào thì Tàu Cộng cũng giết tụi nó như giết những con chó và tài sản mất hết. Còn nó quay đầu, nó bắn vào đầu Tàu Cộng thì tụi nó có con đường sống. Nhưng mà tụi nó chỉ có con đường sống thôi. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn có mặt khi mà quân đội Hoa Kỳ và Hải quân Hoa Kỳ cũng như hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ dùng cái coi như là Tomahawk, tức là quả tiễn hành trình để mà bảo vệ cho Việt Nam, thì Đảng Cộng sản cũng sẽ được coi như giải tán, được thay thế bằng một chính phủ đa đảng đa quyền. Và tôi nói rõ cho quý vị, có nhiều người nói rằng hiện tại có một số cấp tướng lãnh của Hoa Kỳ đang connection với các tướng lãnh của Việt Nam. Cái đó chưa quan trọng. Chừng nào có một cái nhân vật chính thức từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để mà họp với quốc phòng Hoa Kỳ, để mà gặp Tổng thống Trump giống như là ông Dương Thiết Trì mà ông độc hành độc bộ cái lệnh của Tập Cận Bình đi qua để gặp ông Trump, và ngay sau đó ông Trump ông mới có diệu vọng với Tập Cận Bình. Cũng vậy, ở trong Việt Nam sẽ có một nhân vật đi qua gặp Tổng thống Hoa Kỳ, và cái nhân vật đó sẽ là cái người để mà để nhận chỉ thị và nhận những điều kiện để Hoa Kỳ có thể dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cho Việt Nam toàn diện lãnh thổ. Đồng thời, nếu mà nó làm được như vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Xuân Lịch làm được như vậy, thì tất cả những tên chớp bu sẽ được Hoa Kỳ bảo đảm cho hạ cánh an toàn, và cái số lượng tài sản cũng sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên, Việt Nam không còn con đường nào khác, vì ngày hôm qua đã gửi công hàm tại Liên Hiệp Quốc. 158 nước ở Liên Hiệp Quốc đều biết rõ Việt Cộng tố cáo Tàu Cộng, và Tàu Cộng xác nhận lại bãi tư chính Giàn Khoan Đi Cao 1 là của Tàu Cộng. Trân trọng kính chào quý vị và chờ đợi khi nào Bộ trưởng Quốc phòng lên tiếng thì quý vị mới biết rõ đó là lệnh Việt Nam chính thức đứng về phía của Tổ quốc để mà chống lại Tàu Cộng. Còn nếu tất cả những tên khác mà nó ra lệnh, kể cả Nguyễn Phú Trọng, kể cả Kim Ngân, kể cả Phúc Niễn, đều là những con chó của Tàu Cộng mà thôi. Trân trọng kính chào quý vị.